Em chào các bác. Hôm nay em bắt đầu thanh lý cái giớn trồng lan. Thanh lý ở đây bình thường thì em vẫn bán là trung bình là bán cái bảng giớn 15-60 là giá 15.000 và bảng giớn 10 là 20-40. 20-40 là giá 13.000. Bình thường là các bác phải trả ship. Ship nó cũng khoảng 4-5.000 một cái đấy, nhưng hôm nay em quyết định là thanh lý hết giớn ở nhà em. Thì thanh lý bằng cái việc là em sẽ bao ship cho các bác, nghĩa là hàng đến nơi các bác thì trả đúng cái giá trị cái số đấy thôi. Ví dụ cái bảng giớn 15-60 này, các bác chỉ trả đúng 15.000 một cái đến khi đến tại nhà. Còn cái bảng giớn 20-40 này là 13.000 tại nhà. Còn cái trụ giớn này, cái trụ giớn đường kính của nó là 7 phân và dài 40 phân mà em bán giá 9.000 là bao ship. Đấy. Đấy, các loại giớn thì em có trụ giớn này, bảng giớn này. Còn đây là những cái mảnh giớn vụn này thì là em bán với giá là 20.000 một cân là bao ship. Đấy, là đến tận nhà các bác đấy. Còn đây là những cái sợi giớn cọng. Đấy, những cái sợi giớn cọng này em bán là 30.000 một cân bao ship. Những cái sợi giớn cọng này các bác về ngâm với cả lớp vôi được 3 ngày. Thế là các bác, thế là trồng được cả lan đột biến luôn. Các bác trộn với vỏ thông nhập khẩu kèm thêm ít cùi dừa này nữa là quá là ok luôn đúng không ạ? Đây. Đấy. Đấy, chỉ cần ba loại này trộn vào nhau và trồng lan đột biến là rất là ok. Em đã trồng rất là nhiều rồi. Đấy, đấy là hôm nay em chỉ thanh lý giớn và không bán các mặt hàng khác. Đấy, chỉ có giớn bảng này. Đấy, các bác về ghép lan thân thòng các thứ là cực kỳ ok. Đấy, bảng giớn này rất nhiều người ưa chuộng và sử dụng. Ở trong miền Nam là toàn 100% là sử dụng giớn trồng vào những cái chậu lan ấy, để khi vận chuyển xuất thì nó nhẹ hơn. Giớn cả các bác. Các bác nếu mà lấy hàng liên hệ ở số em nhé. Đấy, lúc nào em cũng tất cả đấy, em bao ship từ giờ đến Tết. Đấy, các loại giớn luôn. Giớn cả các bác.